Hello, chào mọi người đến với gameplay của tôi. Máy tính lag quá. Máy thiệt chứ. Nói chung là chơi Minecraft bình thường thôi. Đi mày lag phải lâu nữa. Mà nó cứ FPS tụt ra. Ok đi. Tranh thủ gần Tết quay phim tí. Làng rồng bay. Làm nhà đây tập một mà thất bại coi như đéo ai xem nữa, thê nó thiệt. Thời buồn này có máy tính để mình diệt con cứu ủa lắc sương mù đẹp đây, lạc trong sương mù. Đúng là lag đây. Tưởng tượng mà cảm thế nào để mà tối không lag. Okay, cái quay Minecraft 420 độ phân giải. Bây giờ 20. Nó không được gì. Nó lag không được này. Chơi nhiều đâu mà cho hết đi ai mà đau đuôi thử xem lại bí quyết để các YouTuber hồi xưa thành công đi, chắc là nhạc ăn gốc cứ cái nhạc thành công rồi.